Chỉ sau vài ngày nghỉ ngơi, nhiều ngư dân lại tất bật chuẩn bị sắm chuyến để vươn khơi. Cũng vì thế, cảng cá Hoàng Rớ trở nên nhộn nhịp, đón tàu thuyền vào lấy đá, nhiên liệu chờ xuất bến. Đây cũng là chuyến ra khơi khá đặc biệt, bởi ngư dân và bạn thuyền đều phải ăn Tết trên biển. Với ngư dân, khai thác được nhiều cá và cá được giá là điều mấu chốt để bám biển trong dịp Tết. Thì cũng như mọi năm thì chuẩn bị nhiên liệu đá sắt, và cũng có năm nay thì đón Tết thì ngoài biển thì không có gì, cũng thêm mứt bánh đồ cho anh em để vui xuân ở ngoài Tết thôi, chứ còn cũng nói chung biển giá thì thấy thời tiết cũng êm nên anh em ngư dân cũng tranh thủ để bốc nhiên liệu để xuất bến. Theo Chi cục Thủy sản Khánh Hòa, đã có 126 tàu cá đăng ký tham gia đánh bắt thủy sản xuyên Tết trên biển. Phần lớn những tàu này làm nghề câu, lưới rê với mức chi phí mỗi chuyến biển giờ cũng tăng cao hơn trước. Song nhiều ngư dân vẫn cố gắng bám biển khai thác, bởi đây cũng là thời điểm đánh bắt hiệu quả nhất trong năm. Đối với ngư dân chúng tôi là dân hồ hởi phấn khởi để ra khơi bám biển, vừa khai thác thủy sản mà vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Các cấp lãnh đạo từ trung ương đến địa phương thì cũng có một cái chương trình về hỗ trợ cho bà con của ngư dân chúng ta được thuận lợi để vươn khơi bám biển. Nhằm giúp bà con có một cái Tết đủ đầy an toàn trên biển, Chi cục Thủy sản tỉnh Khánh Hòa đã vận động các doanh nghiệp hỗ trợ như suất quà Tết, áo phao và cờ Tổ quốc, giúp ngư dân có một chuyến mở biển thành công, tàu thuyền đầy cá. Đặc biệt là trong thời điểm mà Tết cổ truyền thì cái sự hiện diện của bà con ngư dân để kịp thời nắm bắt những thông tin trên biển cũng như là hiện diện trên biển để góp phần vào bảo vệ cái chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Ngay sau khi tiếp đầy nhiên liệu, nhiều tàu làm lễ mở biển hướng đến các ngư trường truyền thống Trường Sa, Hoàng Sa và nhà giàn DK1 của Việt Nam. Dự kiến khoảng 10 tháng 1 âm lịch, các tàu cá sẽ trở về bờ để bán thủy sản. Tất cả ngư dân đều cam kết sẽ chấp hành tốt các quy định của ngành thủy sản, góp phần thúc đẩy nghề khai thác đánh bắt phát triển bền vững.